Hello, cả nhà. Hôm nay cuối tuần em review cái công đoạn mà vô phân cho mấy em sứa cùi này. Mấy cái em sứa cùi này, cái gốc nó cũng được khoảng 2 năm hơn rồi nha mọi người. Thì bây giờ lúc mà em ương á, thì ương trong mấy cái chai nước ngọt nhỏ nhỏ này nè. Thì bây giờ em nó lớn rồi thì mình sang nó qua cái chậu lớn đặng vô phân nhiều cho sứa cùi có chất dinh dưỡng để phát triển tốt. Mấy cây con này ai có nhu cầu chia thì em sẽ chia cho mọi người. Mọi người hãy để lại comment bên dưới, ai có nhu cầu cần chia thì em sẽ chia cho mọi người với giá bình dân. Đặc biệt mấy cây sứa cùi này là lúc trước là ở nhà mình sinh hộp á, ươm lên từ hộp á, cho nên mấy cây này rất là đẹp, khi mà lớn á ra hoa rất là đẹp. Đây mọi người xem trên cái đọt của cây sứ này có cái đỏ đỏ ra hoa rồi nè. Tại vì cái gốc này cũng gần 2 năm hơn rồi đó mọi người. Từ lúc ươm tới giờ á, ươm từ hộp lên á. Đó, mình sang qua mấy cái chậu lớn là nhìn đẹp như ý luôn. Đó, mọi người xem. Đẹp chưa? Đây cả nhà ơi, đây là mấy cây sứ cùi của mình trồng ở cặp hàng rào ở nhà mình. Đó là từ những cái chậu nhỏ nhỏ lúc nãy á, là mình hạ xuống cặp hàng rào một hàng, rồi còn một số ở trong chậu. Đó, mọi người cùng xem nha. Khá là to rồi đó mọi người. Đó, mọi người xem cái góc bên này dài qua bên này. Đây là cái bông đã nở. Đây có một cây con nhỏ kế bên nè mọi người. Ai có nhu cầu cần mua thì mình cũng sẽ bứng lên và chia với mọi người với cái giá ưu đãi hợp lý nhất. Sau đây thì mình xin đọc qua giới thiệu sơ lược về cây sứa cùi. Tên phổ thông là sứ đại, sứ cùi, đại lá tù. Chiều cao là từ 3 đến 4 mét. Đường kính thân là 8 cho đến 10 cm. Công dụng: cây sứ cùi là cây bóng mát, được trồng để tạo cảnh quan ở các công trình công cộng, công viên, dọc đường phố, khu đô thị, khu công nghiệp, trồng dọc lối đi,
dễ phân cách cảnh quan nhà máy, bệnh viện hay trồng sân vườn, biệt thự. Bên cạnh đó, chúng còn được trồng nhiều ở các đình, đền, lăng, tẩm. Ngoài ra, cây sứ cùi còn là một vị thuốc nhân gian điều trị nhiều bệnh vô cùng hiệu quả. Cây sứ cùi là cây bóng mát, có hoa đẹp, có nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên, những loại đang được ưa chuộng hiện nay bao gồm cây sứ hoa trắng, cây sứ hoa vàng, cây sứ hoa hồng. Chúng là loài cây quen thuộc đối với mọi người. Ở Lào, loại cây này có tên là Champa, đại diện cho sự chân thành và niềm vui trong cuộc sống. Đây cũng chính là vất hoa của nước này. Ở bên nước Lào, cây sứ này là quốc hoa. Đặc điểm cây sứ cùi: thân cây sứ cùi có chiều cao ở mức trung bình từ 3 đến 10 cm. Thân cây tròn mập, phân cành nhánh nhiều, dài, khẳng khiu, cong quẹo, xù xì. Vì thế tán cây sứ cùi rộng và dày. Vỏ cây có màu trắng xám và có nhiều sẹo trên thân do rụng lá để lại. Cây có quả mủ. Cây có nhựa mủ. Cây sứ cùi này có nhựa mủ nha mọi người. Tiếp theo, lá thon dài có hình bầu dục, rộng ở giữa và hẹp lại ở cả hai đầu. Lá có màu xanh bóng, nhẵn ở mặt trên. Lớp lông mịn cùng với gân chín màu. Lá xếp sát nhau thành vòng ở ngọn cành, khi rụng để lại sẹo lớn ở cành. Nè mọi người, khi mà cái lá nó rụng nó sẽ để lại sẹo. Đó, mọi người xem, khi cái lá rụng nó sẽ để lại sẹo nè. Hoa sứ đại hoa vàng là loài hoa có 5 cánh mềm mại. Các cánh hoa cuộn vào nhau như hình xoáy nước, tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết, khiến con người ta phải thơ thẩn. Tiếp theo, công dụng cây sứ cùi. Cây có lá to và tán lá rộng, vì thế thường trồng làm cây bóng mát, tạo cảnh quan cho đô thị, các khu công nghiệp, công viên, cây xanh, các khu di tích. Không chỉ vậy, cây sứ còn có hoa đẹp và có mùi thơm dịu, nên được nhiều người chọn trồng để tạo cảnh quan sân vườn, đem lại cho con người ta cảm giác an nhiên. Bởi vì hình dáng cây độc đáo, có nhiều cành nhánh tạo vẻ cổ kính, nên cây sứ đại được trồng khá nhiều trong các đình đền, lăng tẩm để tăng thêm vẻ trang nghiêm cho những nơi này. Ngoài ra, cây sứ đại còn có tác dụng chữa bệnh như một cây thuốc thảo dược theo y học dân gian điều trị nhiều bệnh như vỏ cây cạo bỏ lớp bần, thái mỏng, sao thêm, sắc uống có công dụng thuận tràng, sổ ra run. Hoa của cây sứ có thể trị sốt, chữa ho và tiêu đờm. Hay thật. Lá của cây sứ đại còn có thể nấu thành cao, đắp vào chỗ da bị trầy chảy máu sẽ giúp cầm máu và vết thương sẽ mau lành. Hay. Thế là cây sứ có nhiều công dụng nha mọi người. Mọi người tiếp tục xem
Giờ phân còn hai cây nữa là xong rồi đó mùi. Cái lá này vàng rồi cũng dễ sống. Còn một cây nữa là xong rồi mọi người ơi. Đó, qua bao nhiêu năm ươm hộp và lên cây thì bây giờ mình đã có sản phẩm để bán ra. Cho nên những cái cây mình ươm từ hộp này, ở sau này cái thân nó lớn như cái bông nó trổ ra rất là đẹp cho mọi người. Như là cái bông lúc nãy mình có giới thiệu vào đầu video. Xong rồi, còn cái con nào nữa không ta? Rồi đây, mình tiếp tục đưa mấy em này ra ngoài. Nắng, tại vì mấy em này chịu nắng. Rồi sắp hàng kế bên mấy cây bông trang này. Chứ sao vậy? Đối tượng của mình là những cây cối, cho nên mình ít quay cái mặt mình lại nha mọi người. Mong cả nhà yêu thương thông cảm. Sức cùi. Để mà nắng đây nè. Ba cây này để kế bên mấy cây bông trang. Đây nè mọi người ơi, mình còn mấy cây này. Bây giờ chuẩn bị chỉnh sửa nó đây. Tại vì qua một thời gian á, ươm hộp lên bỏ nó cả năm nay. Thì bây giờ chỉnh sửa mấy cây này lại nữa là xong. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem video về mấy cây sứa cùi của mình. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.